ty cổ phần tập đoàn Masan là một trong những công ty đa ngành hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế tư nhân của Việt Nam. Với châm ngôn Doing Well by Doing Good, Masan sở hữu nền sinh thái đa dạng, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Masan Midlife, Masan Consumer, Masan High-Tech Material, WinCommerce và Techcombank. Thế của mình, Masan có hiệu quả hoạt động kinh doanh vượt trội, doanh thu tăng trưởng qua các năm. Đặc biệt, trong năm 2021, lợi nhuận của Masan tăng gấp 7 lần nhờ tăng trưởng cốt lõi và lãi đột biến từ thoái vốn. Bài Trí hân hạnh gửi tới quý nhà đầu tư những thông tin về sản phẩm trái phiếu. Trái phiếu Masan sở hữu những ưu điểm đầu tư vượt trội có thể kể tới là lợi tức giữ tới đáo hạn ở mức hấp dẫn. Được khẳng định khi Masan là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với thế mạnh về lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng. Trái phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX, đồng thời được Bai Trì hỗ trợ đặt lệnh qua hệ thống của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm của quý nhà đầu tư đối với sản phẩm trái phiếu Masan. Nếu cần tư vấn hay trợ giúp, mời quý vị liên hệ với các kênh sau của Bai Trì để được giải đáp ngay hôm nay.